Wow, phải nói đây là một con SH mà mình phải nói là nhận cận của cận của cận Và mình đã nói với khách là khi một cái mà mình nhận một con xe như thế này Thì bây giờ những cái ngày mà thay vì người ta hiện giờ là mọi người đã nghỉ hết rồi nhưng mà mình vẫn đang làm Thì với một con xe như thế thì dĩ nhiên là giá thành chi phí tiền công nó sẽ cao hơn Tại vì mình phải tăng ca để mình làm trong những ngày này Thì khi mà chủ xe đưa xe qua thì các bạn có thể nhìn những cái hình sau đây Thì các bạn sẽ thấy là trước khi đem xe qua đây là một chiếc xe Zin không có gì cả và dàn áo thì đã có một số nơi xuống cấp bị trầy rồi dơ các kiểu con đại điểu rồi thì mục đích chủ xe muốn là một cái chiếc xe thật sự là lột xác ờ, lột xác hoàn toàn sạch sẽ sơn màu lại hết thì đầu tiên là cái phần mà sơn thì nguyên con xe đã được rã hết trăm phần trăm tất cả những dàn nhựa nhám nhựa bóng đồ chó đèn các thứ là được tháo ra đánh vệ sinh và sơn lại hết một trăm trăm rồi, và sau đó thì cái phần công đoạn tiếp theo đó chính là vệ sinh, rửa sườn, rửa dây điện, rửa chi tiết làm cho nó sạch sẽ Thiệt là sạch, thay nhớt, thay nước mát đầy đủ Cái đó là dĩ nhiên một cái phần cơ bản để cho nó mới Và sau đó thì chủ xe đã quyết định là đem qua một số đồ chơi để cho kỹ sĩ hẻm gắn dùm thôi Có nghĩa là kỹ sĩ hẻm trên chiếc xe này là kỹ sĩ hẻm chỉ có tháo ráp vệ sinh, rửa rái và ráp là hoàn chỉnh sơn các kiểu thôi Còn chủ xe đem qua ha, đầu tiên ha, là những cái như là chụp che chân kiến carbon tay thắng carbon trái phải rồi cặp bao tay daytona kèm với lại uh, cặp gù inox à, đó là cái phần uh, phía trên và sau đó khi mà chúng ta dê dê xuống uh, phía dưới một tí xíu thì uh, đây đây thì sẽ là một cây bô uh, này chủ xe đem qua có cổ uh, titan kèm bát rồi chủ xe cố gắng một cặp phục uh, nitron rồi bên uh, nói chung là chỉ vậy thôi đó một cái, một cái chủ xe đưa qua những món đồ nhẹ nhàng đơn giản để mà mình ráp thêm vào thôi chứ cũng không có gì cầu kỳ cả. Đó thì hôm nay là đã là hoàn thành xong. thì hôm nay đã là 27 tết. wow 27 tết nhưng mà vẫn chưa vẫn chưa. đây vẫn chưa phải là chiếc cuối cùng vẫn còn một chiếc nữa. đó là một con xe quay độ khủng hoảng đồ pha ke, ho oh, toàn đồ pha ke hoa thì có thể là phải hết cuối ngày hôm nay ngày 27 hoặc là qua tới ngày 28 thì em hãy xong xe và giao xe nhất định là phải trong ngày 28 tại vì 29 là tết mất tiêu rồi Đấy. thì hy vọng là những anh em nào mà chưa dọn xe trước tết thì qua tết hãy bắt đầu đi dọn nhé hiển nhiên qua tết thì tất cả mọi thứ sẽ bình ổn lại giá cả sẽ phải chăng mọi thứ là phù hợp hơn và thời gian thư thả hơn để làm xe tốt hơn đẹp hơn rồi mọi người nên nhớ ha năm sau rút kinh nghiệm nếu mà tết á, thì tốt nhất là chúng ta hãy nên dọn xe của chúng ta trước hai tháng à, là thời gian đó rất là nhàn hạ rảnh rỗi và dễ làm còn nếu mà cận tết còn 1 tháng hay là chỉ còn một hai tuần nữa thôi thì bảo đảm là sẽ là cực kỳ là bận rộn và xe sẽ đợi rất là lâu đó đây chỉ là mới là chiếc xe gần cuối ở dưới tiệm 18 20 của kỹ sản thôi còn trên Lê Đức Thọt, Hồ Bác, trên đó còn tới mấy chiếc là hồi, vẫn đang tăng ca. Có khi là phải tới 29 tết mới giao xe. Rồi, chịu thôi à. Làm gần tết là nhất định phải chịu. Mặc dù đã không nhận xe ở trên đó cách đây hai tuần rồi mà hiện giờ vẫn chưa giao xong. Rồi số lượng xe quá nhiều, mọi người ủng hộ quá nhiều. Rồi cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp.